Quý vị thân mến, Minh Phương và MC Hữu Lộc đang có mặt tại điểm check-in Hoa Sở khổng lồ, một địa điểm chụp ảnh không thể bỏ lỡ khi quý vị đến với Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay, năm 2022. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ chính thức khai hội chương trình rồi. Không biết là anh Hữu Lộc, MC của tôi, đang cảm nhận như thế nào ạ? Giống như Minh Phương thôi, quý vị thân mến, hiện tại Hữu Lộc đã nhìn thấy là du khách thì đã rất nhiều và rất đông ở đây rồi. Ở đằng sau Hữu Lộc và Minh Phương có một bông hoa sở khổng lồ, một lát nữa thì chúng ta cùng check-in ở đó. Và ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy anh tổng đạo diễn của chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Triệu Anh. Và bây giờ Hữu Lộc và Minh Phương hãy cùng trò chuyện một chút được không ạ? Dạ vâng. Chào tiến sĩ Triệu Anh ạ, xin phép được làm phiền anh một chút. Chương trình sắp diễn ra rồi và anh có thể bật mí những điểm đặc biệt trong Hội Hoa Sở năm nay được không ạ? Thực ra phải nói là tôi rất là ghen tị khi mà tôi không được làm MC. Tôi cũng như là Lộc hay là Phương đều là những đồng nghiệp của nhau và rất hạnh phúc khi được làm MC, là những cái sứ giả để truyền những thông điệp về văn hóa, về du lịch đến với khán giả của mọi nơi. Nhưng mà lần này thì có một trọng trách khác, đó là Lên được vinh dự làm tổng đạo diễn và tác giả kịch bản của cái chương trình khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022. Nên tôi cũng xin được ủy thác cái sứ mệnh MC cho hai bạn rất là trẻ trung và rất nhiều năng lượng, đó là bạn Hữu Lộc và bạn Minh Phương. Nhân câu hỏi của Phương thì tôi đang đứng cạnh với cả anh Tô Hiệu ở đây. Xin giới thiệu các bạn, anh Tô Hiệu là một anh Hiệu gần đây. Anh Hiệu là một nghệ nhân dân gian tại huyện Bình Liêu. Tuy trông anh còn trẻ này thôi nhưng mà anh Hiệu là một cái người dân tộc Tày và có rất nhiều những cái kiến thức, rất nhiều những cái hiểu biết về đất nước, con người ở vùng đất này và chắc chắn là hoa sở nữa rồi. Cho nên là lát nữa bạn thấy anh Hiệu được biểu diễn phần đàn tính, những điệu hát then, có lẽ đấy là một cái tiết lộ. Thực ra thì Hội Hoa Sở nó là hội hoa mà, cho nên nó là cái yếu tố hội nhiều hơn yếu tố lễ. Và đến đây chúng ta coi như chúng ta được giải trí, được chơi, được thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa sở. Một loài hoa mà tôi thật là sau sắc trắng muốt của hoa ban ở biên giới ở Tây Bắc ấy, thì tôi vô cùng thích thú với hoa sở. Bông to, nhụy vàng, trắng. Và có thể nói rằng là tôi cũng đã rất là tự hào khi mình đã cùng với ekip sáng tạo đặt ra một cái tiêu đề, cũng là một cái concept của sự kiện năm nay là bồng bềnh mây sở. Thì quý vị có thể cảm giác là ở trên một cái đỉnh cao của Bình Liêu, quý vị được ngắm những cái sắc trắng cả một cái vùng trời của Bình Liêu trong cái mùa giá rét như thế này, thì quý vị cũng thấy nó như những đám mây bay bổng trong cả tâm trí chúng ta. Và tôi cũng rất là hứng thú với việc là bên cạnh cái concept đấy thì chương trình Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay sẽ cho quý vị được đến với đa không gian. Tức là quý vị không chỉ cùng với Hữu Lộc và Minh Phương ở một không gian ở sân khấu đâu, mà chúng ta có thể được đến với khoảng 2-3 không gian khác trong cái khu vực rừng sở Bình Liêu này. Và chắc là Lộc với Minh Phương phải vất vả một chút, phải leo trèo, phải chạy một chút để cho khán giả khắp muôn phương được thấy là Bình Liêu đẹp như thế nào trong mùa hoa sở như thế này. Nhưng mà còn để hấp dẫn hơn nữa, ngoài nghệ thuật, ngoài những cái phần truyền hình thực tế, những phóng sự đồng hành, thì anh Hiệu sẽ nói cho mọi người thêm là các nghệ nhân ở Bình Liêu hôm nay chiêu đãi mọi người món gì. Mấy đứa vào đây. Dạ vâng, em mời anh Tô Hiệu ạ. Một điều đặc biệt nữa, và chúng em cũng vừa nghe thấy dấu hiệu của anh Lê Anh là chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vì vậy Minh Phương cùng với Hữu Lộc xin phép được quay trở về vị trí sân khấu. Và quý vị đừng đi đâu cả, hãy trở lại với livestream của chương trình để cùng theo dõi những điều đặc biệt trong lễ khai hội của Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022 ngày hôm nay vào lúc 15 giờ 3 giờ chiều nay ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Sử Bình Liêu 2022 sẽ được diễn ra sau một khoảng thời gian ngắn nữa. Và ngay lúc này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong khu vực diễn ra sự kiện và cùng ổn định. Chúng tôi cũng xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ thông vào quảng khu trang và giữ gìn vệ sinh chung để hội hoa sử Bình Liêu 2022 ngày hôm nay sẽ được diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Một lần nữa, xin trân trọng. Thưa quý vị, trong ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chương trình livestream truyền hình trực tuyến. Chương trình khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022. Lúc này thì trời hơi nắng một chút, thế nhưng mà trời buổi chiều Bình Liêu thì cũng sụp nắng rất là nhanh, cho nên chúng ta sẽ thực hiện vào thời điểm này là vừa đẹp. Cho nên chúng tôi trân trọng được mời các quý vị đại biểu khách quý, chúng ta trong không khí mùa đông cũng rất là mát của đất trời Bình Liêu. Mời quý vị chúng ta ngồi lan tỏa trong không gian để chúng ta lên hình cho đẹp, tránh để nhiều ghế trống ở phía đại biểu khách quý thì hơi phí về hình ảnh. Chúng ta còn quảng bá hình ảnh này cho bạn bè và du khách muôn phương để về với Bình Liêu nữa. Cho nên rất mong các vị đại biểu khách quý chúng ta ngồi ổn định các chỗ ngồi ở khu vực ghế đỏ để lên hình cho nó thật là đẹp. Chúng ta tránh túng tụng ở một bên như là hiện tại sẽ tạo ra hình ảnh hơi thiếu thẩm mỹ một chút. Để tạo ra hình ảnh thật đẹp để gửi đến cho du khách muôn phương để về với Bình Liêu của chúng ta, không chỉ trong mùa hoa sở Bình Liêu này. Xin cảm ơn quý vị đã cùng tham gia với ban tổ chức chương trình.
ổn định để sự kiện của chúng ta sẽ diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.
trở lại với chủ đề một vùng cơ sở mang đến những người dân tộc những sản phẩm và những trải nghiệm mang đậm dấu ấn trên khu vực cũng như và bên cạnh đó có những người bạn trải nghiệm mà cộng đồng cơ sở sẽ quý vị sẽ có một phần trải nghiệm thực sự là đặc biệt thưa quý vị. Và đến tham dự với Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía khách mời, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh. Cho chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Ngọc Ngò, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu lên sân khấu phát biểu khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022. Xin trân trọng kính mời. Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các phòng ban, đoàn thể của huyện, các xã thị trấn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban của huyện Bình Liêu qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại biểu nhân dân và du khách. Những ngày qua trên khắp huyện Bình Liêu đã tràn ngập đầy bầu không khí của sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Bình Liêu năm 2022. Và hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng hòa mình vào một ngày hội độc đáo, riêng có, mang đậm bản sắc vùng cao Bình Liêu. Đó là Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022. Kính thưa quý vị đại biểu, nhân dân và du khách, cây sở được
trồng từ lâu ở Bình Liêu. Cây sở có giá trị kinh tế to lớn đã được khẳng định, trong đó dầu sở là một loại dầu ăn được ép từ hạt sở của quả sở. Với quá trình sinh trưởng, phát triển của quả sở trải qua 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Vì vậy, hấp thu được tinh hoa của 4 mùa trong năm, dầu sở là loại dầu ăn có mức nhiệt độ sôi trên 200 nhiệt độ, tương đương với dầu ô liu. Đây là mức nhiệt độ sôi lớn nhất so với các loại dầu ăn khác, nên việc dùng dầu sở để nấu ăn là lựa chọn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Khi sử dụng dầu sở hàng ngày sẽ giúp tăng cường các chức năng miễn dịch, tăng cường các vitamin A, B và E và các khoáng chất khác nhau cho cơ thể. Ngoài dùng trong ẩm thực, dầu sở còn được sử dụng cho mục đích làm đẹp bằng cách sử dụng để bôi ngoài da. Từ đó các đặc tính chống lão hóa có trong dầu sẽ giúp cho giảm tác hại của ánh nắng mặt trời trên da, đồng thời làm mềm và dưỡng ẩm da với vai trò là lá chắn hiệu quả để bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm môi trường. Kính thưa các vị đại biểu, nhân dân và du khách, từ những giá trị như trên, cây sở đã được đưa vào danh mục là cây trồng được khuyến khích phát triển theo chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng gỗ lớn, là cây trồng bản địa của tỉnh Quảng Ninh theo nghị quyết 337 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và riêng đối với huyện Bình Liêu, cây sở và hoa sở không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật. Cây sở đi vào thơ, ca, nhạc, họa và trở thành tài sản chung, niềm tự hào của người dân Bình Liêu để giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Việc tổ chức hoa sở huyện Bình Liêu năm 2022 với mong muốn khẳng định và tôn vinh hoa sở là đại diện cho sức sống mãnh liệt của con người Bình Liêu, tôn vinh ca ngợi miền đất và con người Bình Liêu, khẳng định những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giúp chúng ta có thêm nghị lực, ý chí và niềm tin vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, nhiệm đưa huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Từ ý nghĩa đó, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Liêu, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022 với chủ đề Đất nở hoa, người là hoa của đất. Ngay sau đây xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, du khách và nhân dân, chúc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Hoàng Ngọc Ngò và xin được mời đồng chí tán lại sân khấu để cùng với đại diện lãnh đạo huyện thực hiện nghi thức khai mạc Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022. Và thưa quý vị, đây sẽ là nghi thức đặc biệt đánh dấu thời điểm này trong năm hoa sở nở trắng đất trời Bình Liêu. Và xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng lên sân khấu để chúng ta cùng cài hoa vào vị trí của huyện Bình Liêu trên bản đồ của tỉnh Quảng Ninh. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Đức Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Và xin mời ông Phùng Hữu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội. Xin mời mỗi vị đại biểu sẽ cùng nhận một bông hoa sở từ ban tổ chức và cài lên vị trí trang trọng của bản đồ mảnh đất huyện Bình Liêu thân thương. Và ngay lúc này, tấm bản đồ tỉnh Quảng Ninh đang được đặt trên sân khấu. Vùng màu vàng nổi bật chính là huyện Bình Liêu của chúng ta. Và ngay sau khi các vị lãnh đạo quan sát trịnh hướng Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022 chính thức được khai mạc. Cùng chúc cho Hội Hoa Sở Bình Liêu thu hút được thật nhiều du khách và trở thành điểm du lịch được thật nhiều người biết đến và tham quan trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin mời quý vị cùng quay về vị trí và an toàn.
Vậy không biết là với cá nhân anh Hữu Lộc thì sao? Một người đã đi rất nhiều nơi trên giải đất chữ S rồi thì anh có cảm nhận như thế nào khi đến với Bình Liêu của chúng ta? Cảm nhận đầu tiên chắc là quý vị du khách cũng đồng cảm với Hữu Lộc, đó là lạnh, cái lạnh rất đặc trưng của vùng cao. Không nhắc đến hát then. Đúng rồi, và đã nhắc đến hát then thì sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến cây đàn tính. Và Minh Phương ạ, điều đặc biệt ấy là cây đàn tính ở Bình Liêu sẽ khác với đàn tính ở nơi khác. Ở nơi khác thì đàn tính chúng ta có 3 dây, nhưng mà với cây đàn tính truyền thống của bà con Bình Liêu thì chỉ có 2 dây mà thôi. Điều đó là một điều rất đặc biệt tại đây. Rất nhiều điều thú vị về những nét văn hóa đặc trưng của người Tày cũng như là nghệ thuật hát then tại đây. Và ngay lúc này, ban tổ chức xin dành tặng một món quà tinh thần cho tất cả các quý vị cùng thưởng thức với tiết mục hát then có phần trình bày của nghệ nhân Tô Đình Hiệu, nghệ nhân Hoàng Thị Viên, nghệ sĩ Hà Ngọc, nghệ sĩ Chu Thép và tập thể đoàn nghệ nhân hát then huyện Bình Liêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dẫn thiên leo dày trắng nghe
lại gần du ca tì mà thăm nàng hồi hay thì văn khải dư tuyệt vời, nên thơ, lãng mạn và tinh khiết, nhưng vẫn ẩn ở trong đó vẻ hùng vĩ và sức sống mãnh liệt của núi rừng. Đó là cảm nhận đầu tiên của Lê Anh khi mà đến thăm Bình Liêu vào mỗi mùa đông, khi mà hoa sở nở trắng mảnh đất Bình Liêu. Lạnh, hoa sở càng trắng đẹp. Ở đất Bình Liêu này, từ những ngày đầu tháng 11 âm lịch, khi những thửa ruộng bậc thang chỉ còn vàng óng gốc dạ và hoa lau đã bay theo cơn gió đông, cũng là lúc hoa sở bừng nở. Cụ bà Hoàng Thị Mè ở thôn Nà Khâu, xã Đồng Tâm, người cao tuổi nhất Bình Liêu, kể chúng tôi nghe về loài hoa đã gắn bó với người Bình Liêu từ ngót một thế kỷ nay. Chào bà. Ơi. Vâng, bà đang làm gì đấy? Bà đang bóc cái này. Cái này là cái gì ạ? Hoa sở cái lắm. Hoa sở đấy ạ? Bây giờ hoa sở nó thành cái quả này rồi. Thế cô. Bà cho cháu xem nào. Là đoàn cái quả này chín. Dầu. Ép dầu. Ừ. Cái quả này ép dầu à, dầu kiến à. À, thế tức là lấy cái hạt này ra xong rồi ép dầu ra. Ừ. Bà ơi, lúc mà bà đẻ ra thì đã có hoa sở chưa? Chưa. Chưa. Yeah. Mẹ ba để ba đi thì bà đi đồng quanh mót. Vâng. Có một chú này nói là cháu ơi, mót không được bao nhiêu đâu. Cháu lấy về trồng. Vâng, về trồng. À. Ừ, lấy về trồng. Tức là ngày xưa cái cây sở nó không ở đây. Ừ, không có đây đâu. Thế sau đó mình mới mang về đây mình trồng. Ừ. Bà con nhớ năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi không? 112 tuổi. 112 tuổi rồi. Ừ. Bà nhớ, như in nhỉ? Nhớ bà. Vâng. Hả? Thế bí quyết sống lâu của bà là gì? À, uống rượu. À, uống rượu à? Sở này. Cái dầu này tốt đấy. À thế ạ. Ừ. Tức là mình phải ăn dầu sở. Ăn dầu sở sống lâu. Ăn dầu sở sống lâu. Chúc bà khỏe nhá. À. Bà trường thọ nhá. À. 150 tuổi bà nhá. À. Hay 200 tuổi. Ừ. Rời nhà cụ Mè,
chúng tôi mang theo những hồi ức về cây sở từ xa xưa để tiếp tục khám phá loài hoa có ý nghĩa đặc biệt với đất và người Bình Liêu. Ông Vi Thế Nghiệp, một người Tày lớn lên cùng cây sở, giờ tiếp tục trồng thêm nhiều cây mới, nhân giống, phát triển cây sở tại xã Đồng Tâm, dẫn chúng tôi đi tìm những gốc sở lâu năm. À, cái cây này to không nhỉ? Đây, ông ơi, cái cây này là được bao nhiêu năm rồi ông? 55 tuổi rồi. 55 tuổi à? Thế thì con thấy nó cũng không to lắm nhỉ? Con cứ tưởng là một cái cây mà 50 tuổi thì nó phải to cả người ôm. Gốc này to này, thế này. Cây dưới này to đấy. Vì cái cây này chậm lớn. À, thế là hoa sở là nó sẽ chậm lớn hơn. 7 năm hoặc 10 năm thì đã có quả rồi. Hoa thì có độ vào tháng 12. Xong mà nó sẽ được bao nhiêu lâu thì bắt đầu mới ra quả? À, đúng một năm đấy. Người ta ép dầu. Vâng. Dầu sở là ăn ngon. Vâng. Hơn cái dầu thực vật của mình đấy. Vâng. Lấy về xào cái gạo nếp. Vâng. Ngâm xào nếp. Lấy về ăn. Vâng. Ăn khoảng 3-4 lần là khỏi ấy. Là khỏi bệnh dạ dày luôn ạ. Hay quá nhỉ. Kinh nghiệm dân gian. Thế là hơn 60 năm ông trồng rồi gì nữa nhỉ? Vâng. Bây giờ nó gần 60 năm tuổi rồi. Vâng. Đúng là ông là người cao niên nhá. Ông trồng toàn cây cao niên. Đến Bình Liêu, cứ ra cửa là thấy cây sở. Người Tây ở Bình Liêu có câu hát như thế này: hoa sở giữa mùa đông sương giá, vẫn trắng ngần hương tỏa bay xa. Hoa kiên cường chịu khổ đã quen, để mùa tiếp mùa cảnh sai chịu quả. Sở là loài cây sống lâu năm, có khả năng thích nghi với nhiều loại điều kiện thổ nhưỡng, biên độ sinh thái rộng nên được trồng ở nhiều vùng khác nhau. Bởi thế, từ vùng núi cao, khe sâu hay trong các bản làng, thậm chí ngay giữa trung tâm thị trấn, ở đâu trên đất Bình Liêu cũng đều có sắc trắng hoa sở mỗi độ đông về. Đất nở hoa, người là hoa của đất. Hoa sở mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng mỗi người dân sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất biên cương này. Nói đến Bình Liêu là nói đến cây sở, và chúng tôi rất tự hào về cây sở Bình Liêu. Quả sở có rất nhiều tác dụng, nhất là quả dùng để ép dầu sở. Quả mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Hoa sở là biểu tượng của quê hương chúng tôi. Mùa đông càng lạnh thì hoa sở càng ra rất đều và đẹp, nên thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Khi những em bé Bình Liêu được sinh ra, rừng sở đã rất xanh. Các em lớn lên từ đôi tay tảo tần hái quả, ép dầu hạt sở của bà, của mẹ. Đóa hoa nở bừng trong giá lạnh hay chính là con người Bình Liêu trong gian khó vẫn cười. Để mỗi khi đông về, vẻ đẹp thuần khiết mà cuột cường ấy lại níu chân biết bao du khách về miền sở trắng nơi biên cương để khám phá thêm những đặc sắc văn hóa riêng có nơi đây. Tiến sĩ Trịnh Lê Anh cùng thực hiện với ekip của ban tổ chức. Và thông qua phóng sự vừa rồi thì Hữu Lộc tin chắc rằng với những du khách mà lần đầu tiên chúng ta đặt chân đến mảnh đất Bình Liêu ngày hôm nay, thì quý vị chúng ta sẽ có một góc nhìn rõ nét hơn về thiên nhiên cũng như con người nơi đây. Quý vị thân mến, Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay là một điểm rất đặc biệt, bởi vì đây là một không gian đa không gian, thưa quý vị. Không chỉ có những hoạt động nghệ thuật ở tại sân khấu, mà chúng ta còn có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm khác ở các khu vực, các điểm cầu khác. Và thời tiết ngày hôm nay thì cũng thật tuyệt vời, rất nên thơ và như là đang ủng hộ cho lễ hội của chúng ta năm nay được diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Và ngay bây giờ, Hữu Lộc xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu đầu tiên với gặp gỡ MC. Và đây là bông hoa sở tuyệt đẹp, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Màu trắng của mây, màu vàng của nắng. Và bất cứ cô gái nào không chỉ Minh Phương đến đây thì nhất định là phải chụp ảnh check-in cùng với những bông hoa sở. Và lúc này Minh Phương cũng đang rất may mắn được đứng giữa bạt ngàn những cây hoa sở của huyện Bình Liêu. Mùa này thì hoa sở đang nở rộ như muốn đón chào tất cả du khách đến với Hội Hoa Sở Bình Liêu. Và con đường mà Minh Phương đang đứng đây chạy dài hàng trăm mét, cũng là nơi để quý khách tảo bộ cũng như là nhìn ngắm gần nhất những cây hoa sở. Và đặc biệt là khu vực này được thiết kế gọi là nhật ký rừng sở, để quý khách có thể chụp ảnh lưu niệm.
Một trang thì có dòng chữ là tôi đã đến rừng sở Bình Liêu, trang còn lại thì quý khách có thể là đứng để chụp ảnh lưu niệm. Chắc là chút nữa thì Minh Phương cũng sẽ đứng đợi để đến lượt mình được chụp ảnh lưu niệm. Nhưng nhân tiện thì lúc này chúng ta hãy cùng trò chuyện với các chị đang cũng đứng tại khu vực này để chụp ảnh lưu niệm nhá. Dạ, em chào các chị ạ. Phiền các chị một chút thôi. Mình đứng lại khu này đó cho cao hơn để tiện nói chuyện các chị nhá. Cho em hỏi là các chị có thể giới thiệu qua với mình đến từ địa phương nào đến hôm nay tham dự hội hoa sở ạ? Xin chào em. Đối với các chị thì là người con của Bình Liêu thôi. Rồi, đội chị là ở thị trấn lên đây. Thì là nhân cái ngày lễ hội hoa sở thì cũng là để góp phần quảng bá về lễ hội và ủng hộ. Nói chung là mình đang trong cái quá trình là phát triển du lịch. Nên là hôm nay đội chị cũng tranh thủ để ngắm thứ nhất là không khí của ngày hội, thứ hai là cùng xem những cái bông sở nở trắng. Đấy. Và ở đây thì có những cái chỗ để mình chụp ảnh rất là đẹp, nên là đội chị cũng đang tranh thủ. Không biết là những năm trước khi mà có hội hoa sở thì các chị có đến đây không, và thường là sẽ thích tham gia những hoạt động như thế nào ạ? Thực ra là hàng năm là cứ mỗi năm nào có lễ hội hoa sở thì đội chị đều bố trí thời gian để lên. Và nữa là những cái hoạt động, thứ nhất là đội chị hàng năm nếu mà có thời gian thì là đội chị sẽ cùng chơi những cái trò chơi mà lễ hội tổ chức, hoặc là đi xem qua những cái triển lãm tranh này, hoặc là những cái lễ hội khi mà khai mạc ấy thì rất là hay và cuốn hút người xem. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và quý vị thân mến, khoảng thời gian này cũng là một không gian tuyệt vời để quý vị có thể đến, không chỉ là được ngắm những bông hoa sở tuyệt đẹp đâu, mà còn là lúc mà chúng ta được tìm hiểu và đắm chìm trong nét đẹp văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Và lúc này có lẽ Minh Phương cũng sẽ lên để được chụp ảnh lưu niệm cùng với nhật ký rừng sở ạ. Đang có một cặp đôi đang chụp. Và bây giờ thì Minh Phương cũng sẽ lên. Đây, Minh Phương đang đứng tại một trang của nhật ký rừng sở. Và ngày hôm nay thì Minh Phương đã đến với rừng sở Bình Liêu ạ. Xin được quay trở lại với sân khấu chính. Dậm diều bay ao tiếng đàn tiếng hát, khóc nơi nơi ta cùng về đây. Lên sâu vẹt leo hội nai nai, quê hương bao nhiêu đổi thay, xanh quê hồi ruộng nương lúa
tinh tang điệu then song cò là lớn. Dầm dìu váy áo tiếng đàn tiếng hát, khắp nơi nơi ta cùng về đây. Quê hương bao nhiêu đời đây, xanh quê hồn ruộng nương lúa của phòng văn hóa thông tin huyện Bình Liêu với tiết mục nghệ thuật Hội mùa hoa sở. Xin dành một tràng pháo tay để cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, hoa sở không chỉ có nét đẹp đến nao lòng mà mọi bộ phận trên cây hoa sở cũng đều mang lại lợi ích cho con người, từ rễ cây, vỏ cây cho đến hạt, và hoa sở thì cũng đều mang lại những giá trị cho cuộc sống của con người. Và đặc biệt là dầu sở thì mang đến giá trị kinh tế cao cho thị trường xuất khẩu. Và để hiểu rõ hơn về dầu sở cũng như là lợi ích kinh tế của cây hoa sở, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo chân tiến sĩ Trịnh Lê Anh thông qua phóng sự ngắn sau đây. Người Bình Liêu lớn lên cùng cây sở, trưởng thành dưới tán sở phủ trắng hoa. Sở không chỉ là nét thơ ấp ôm, nuôi dưỡng tâm hồn người Bình Liêu mà còn trở thành nguồn sống cho cư dân nơi mảnh đất này. Dầu sở nuôi sống nhiều gia đình nơi đây, trở thành kế sinh nhai, làm ấm nhiều nếp nhà. Từ sớm, người Bình Liêu đã biết ép dầu hạt sở để dùng. Họ thu hái quả sở, tách lấy hạt, phơi đảo thủ công rồi tách vỏ để ép lấy dầu, viết nên câu chuyện về một sản phẩm ô cốp chất lượng, đặc thù, tiềm năng trở thành sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tại Bình Liêu, cây sở đã được trồng từ trước những năm 1940 ở thôn Nặng Tút, Lục Hồn. Năm 2013, tổng diện tích trồng sở trên địa bàn huyện là 84,6 ha, gồm các giống sở cam, sở quýt, sở lê, sở lựu, sở chè. Từ năm 2014, Bình Liêu đã triển khai thực hiện dự án khôi phục và phát triển cây sở đến năm 2020. Diện tích trồng sở liên tục được mở rộng theo từng năm. Cuối năm 2020, tổng diện tích sở trên địa bàn huyện đạt 528,95 ha và đến hết năm 2021, diện tích tăng lên khoảng trên 600 ha. Đây là những hạt sở Bình Liêu phơi đủ nắng đủ sương. Rõ ràng quả sở Bình Liêu được tích tụ đất trời trong suốt 4 mùa trong năm sẽ cho một loại dầu sở rất là chất lượng. Hãy cùng lên khám phá quy trình tiếp theo tạo ra dầu sở Bình Liêu nhé. Hạt sở sau khi được phơi đủ nắng sương cho lên dầu với chất lượng tốt nhất sẽ được tách vỏ bằng máy. Vỏ sở khô sau tách được người Bình Liêu tận dụng làm chất đốt và được sử dụng ngay để rang hạt sở trước khi ép lấy dầu. Em chào anh ạ, đây là mình đang làm công đoạn gì đây anh? Đang rang hạt từ cái quả sở đó ở trên cây á. Là như thế nào rồi mới ra vào công đoạn này? Thì hái trên rừng về bóc ra rồi phơi khô. Bóc ra, phải đem phơi hả anh? Phơi cái hạt nó khô còn khoảng 10 độ ẩm nó này là được. Làm sao để anh biết chắc là nó không bị cháy? 20 độ lên 120 độ là được. Cũng khá là công phu nhỉ. Và mình rang trong bao lâu hả anh? Khoảng 20 phút. Wow. Các bạn thân mến, đây chính là những cái nhân hạt sở đã được rang và bây giờ đã sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng, đó là ép lấy dầu sở. Nắm mỏng tay. Là quy trình khép kín, hạt sở rang xong sẽ được đưa vào máy ép dầu và cho ra dầu sở thô.
Nếu trước đây đồng bào Bình Liêu chỉ biết làm các khâu hoàn toàn thủ công, thì nay với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại hơn, các công đoạn ép dầu đã nhanh gọn và hiệu quả hơn. Theo các nghiên cứu khoa học, dầu sở là loại dầu ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt, đặc biệt hàm lượng omega 369 tương đương với dầu ô liu. Ngày ép 4 tấn. Cứ ép đến đâu thì dầu chảy ra đến đấy ạ. Cứ dầu vào nó chảy dần ra thôi. Khi mình lọc ra rồi nó sạch thì nó mới vàng. Thế là một lớp dầu vàng óng ả đấy ạ. Chảo rau ăn thì thấy ngon. Thấy ngon ạ. Vâng. Và đó là cảm nhận của người làm ra dầu sở Bình Liêu, có những cái tính năng công dụng rất tuyệt vời như là giảm béo, rồi là tăng đề kháng. Không ngạc nhiên gì khi mà tuổi thọ trung bình của người Bình Liêu lại cao như vậy. Trong mùa đông giá rét nhưng mà người Bình Liêu vẫn rất rắn giỏi, mạnh mẽ và tươi cười. Thực là một điều tuyệt vời đối với sức khỏe người dân nơi đây. Và nhân dịp này không có gì ngạc nhiên khi mà tôi sẽ quyết định là sẽ tậu ngay một thùng dầu sở về nhà để dùng dần. Lợi ích của dầu sở không chỉ được biết đến trong nước mà còn mang lại giá trị xuất khẩu cao. Các bộ phận khác của cây sở cũng có nhiều công dụng như làm thuốc, vỏ sở khô được tận dụng để làm chất đốt, bã thừa sau khi ép dầu có thể làm chế phẩm sinh học. Cây sở bởi thế trở thành biểu tượng không chỉ vì vẻ đẹp tinh khôi mà còn bởi đã thực sự trở thành phần hồn, phần tinh túy, phần hy vọng của người dân Bình Liêu, với những giá trị hứa hẹn có thể thay đổi diện mạo đời sống của nhân dân nơi này nếu được đầu tư xứng tầm và có hướng phát triển phù hợp. Ở trong cái dầu này á, nó có nhiều omega 369, nó vừa là bổ cho mắt, nó lại vừa bổ cho khớp và nó vừa là chữa được cái bệnh tim mạch. Bên cạnh giá trị kinh tế thì vẻ đẹp và nguồn cảm hứng từ hoa sở đang trở thành một sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, mời gọi du khách trong và ngoài nước đến để trải nghiệm Bình Liêu. Là một địa danh mới trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng trong 5 năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19, du lịch Bình Liêu vẫn có những bước khởi sắc. Từ con số doanh thu 12,46 tỷ đồng năm 2016 tăng lên 27,32 tỷ đồng năm 2020. Trong hàng chục ngàn lượt khách tới Bình Liêu mỗi năm, mùa hoa sở cũng trở thành một sản phẩm du lịch đang hứa hẹn níu chân du khách đến với mảnh đất này. Nở vào mùa đông là mùa khắc nghiệt và lạnh giá nhất, nhưng đến mùa xuân thì hoa sở biến thành cái sản phẩm ô cốp sử dụng trong ẩm thực. Chính vì thế nên cùng một cái chương trình du lịch mà du khách có thể trải nghiệm được vừa ngắm hoa đẹp, lại vừa có thể thưởng thức cái giá trị ẩm thực mà cái dầu sở mang lại. Thì đây là một trong những giá trị chúng tôi cho rằng là một cái sản phẩm rất là quý của Bình Liêu có thể phát triển du lịch được. Từ năm 2015, hội hoa sở Bình Liêu đã trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua mỗi khi đông về. Thứ đặc sản dưới hình hài một loài cây, vừa diễm lệ với thị giác, thì vị với khứu giác và thính giác, hấp dẫn với vị giác và đầy tiềm năng kinh tế ấy đã, đang và sẽ góp phần để hai tiếng Bình Liêu ghi dấu ấn trên bản đồ kinh tế và du lịch Việt Nam. Mới chính thức là có hoa và có trái. Ở bên tay phải của Lộc, đây là cây sở này khoảng tầm 13 năm tuổi quý vị nhé. Và đây ạ, khi mà cây sở đã có hoa trái rồi thì trái sở sẽ như thế này. Đây chính là trái sở trưởng thành. Và khi mà trái sở của chúng ta nứt ra như thế này quý vị ạ, thì bắt đầu chúng ta có thể là khai thác được hạt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là hạt sở được khai thác và lấy dầu sở như thế nào quý vị nhé. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy là từ những trái sở tươi như thế này và khi nó khô, nó chín rồi, nó tách ra, chúng ta sẽ được những hạt sở như thế này. Và khi có những hạt sở như thế này rồi thì người dân sẽ đem phơi xương. Và đây, khi chúng ta đã có tách những hạt phơi xương đã như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ép dầu. Ở đây có một cái máy rất đặc biệt mà Hữu Lộc không biết. Xin chào chị. Chị ơi, đây là cái máy này là máy gì hả chị? Đây là máy ép dầu thủ công truyền thống của người Bình Liêu. À, máy ép dầu thủ công truyền thống. Thế bây giờ có dùng được cái máy này nữa không ạ? Thực ra bây giờ thì máy ép dầu này thì nếu mà sử dụng vẫn sử dụng được, nhưng mà khá là vất vả. Nhưng mà các cơ sở đã thay thế bằng máy ép hiện đại hơn, đó là máy ép điện. À, máy ép điện, máy công nghiệp. Nhưng mà cái này em nhìn rất là cũ rồi và nó có từ lâu chưa chị? Từ khoảng bao nhiêu tuổi? Máy này thì có tuổi đời là khá là lâu rồi và được truyền từ thế hệ trước và thế hệ sau. À, tức là cái máy truyền thống của người Bình Liêu mình đấy. Nhưng mà em vẫn thắc mắc là không biết cái máy này ngày xưa các cụ mình là ép dầu như thế nào nhỉ? Chị có thể giới thiệu cho em được không? Để ép dầu được thì sẽ cho nhân hạt sở cho vào đây. Nhân hạt sở vào đây. Đúng rồi. Và sử dụng chính cái đôi tay của các cụ và sẽ cho một thanh tre vào đây để quay. Thanh tre gỗ và dùng sức của mình nữa. Đúng rồi. Thế là khá là vất vả. Có lẽ là bây giờ không dùng nữa nhưng mà giữ lại để bảo tồn cái nét văn hóa truyền thống của mình, đúng không ạ? Rồi, và thưa quý vị, đây là cái máy thủ công truyền thống để làm dầu sở của người Bình Liêu ngày xưa. Bây giờ thì có máy khác rồi. Và khi chúng ta đã có dầu sở rồi thì chúng ta sẽ chế biến thành những món đặc sản rất nổi tiếng của Bình Liêu. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hữu Lộc khám phá xem đặc sản đó là gì để có trong hội ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị.
Vâng thưa quý vị, hiện tại thì Hữu Lộc đang có mặt tại khu vực trải nghiệm ẩm thực của Bình Liêu. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân Hữu Lộc để xem là hội hoa sở Bình Liêu năm nay có những đặc sản gì nhá. Xin mời quý vị. Đầu tiên thì những bếp lửa ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là có gà nướng này, rồi có khoai nướng. Rồi xin mời quý vị ạ. Ở bàn này thì có những chai rượu, có những chai rượu của Bình Liêu, đặc sản của Bình Liêu. Ồ và em thấy là xin chào chị. Chào. Chị đang làm món gì vậy ạ? Mình đang làm món phở xào Bình Liêu ạ. Phở xào Bình Liêu à? Vâng ạ. Vâng. Món phở sợi phở là tươi, làm từ gạo Bắc Hai Bình Liêu. À tức là cái gạo để dùng để làm bánh phở là cũng là Bình Liêu luôn. Đúng rồi ạ. Và xào bằng mỡ lợn và dầu sở luôn ạ. Xào bằng mỡ lợn và dầu sở, tức là dầu cây sở mà vừa nãy chúng ta giới thiệu đó đúng không ạ? Dầu ép từ hạt sở đấy ạ. Cái điều đặc biệt của món này để nó khác món phở xào khác là gì hả chị? Khác thứ nhất là xào bằng thịt lợn bản của Bình Liêu, cái thứ hai nữa xào bằng cái dầu sở của Bình Liêu. Một loại dầu mà ép từ hạt sở và cái dưỡng chất của nó hiện tại nó đang là cái dưỡng chất của nó gấp 9 lần dầu ô liu. Ồ. Nên là ăn cái phở xào này có cái dầu sở này cũng rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, đúng không ạ? Nó tốt gấp 9 lần dầu ô liu luôn đấy ạ. Vâng. Ngày xưa có nói là ăn cái dầu sở này sẽ sống lâu hơn là ăn dầu thực vật khác đấy ạ. Ồ, ăn dầu sở sống lâu hơn ạ. Vâng, các cụ truyền tai nhau như thế. Vâng. Thế em thấy là có cả rau này cũng là rau trên bản mình đúng không ạ? Rau này rau cải sạch, rau bản của Bình Liêu luôn. Vào cái mùa này sương xuống ấy thì cái rau này nó đạt được cái độ ngọt nhất định, và cái ăn rau của Bình Liêu thì lúc nào cũng ngọt hơn và giòn hơn là rau của các vùng khác. Và đặc biệt là các bà con đều trồng bằng phân hữu cơ, không bón bằng phân thuốc hóa học. Ôi, rất tuyệt. Em thấy là ở nguyên liệu trong này là có rau này, có thịt lợn. Thế ngoài những cái nguyên liệu này ra thì có thể cho thêm những nguyên liệu khác không ạ chị? Mình thích ăn thịt gì hoặc là mình thích ăn rau gì mình có thể cho rau đấy, hoặc là mình thích cho ăn hành mình có thể cho hành. Theo sở thích của mình đúng không? Đúng rồi ạ. Ngoài thịt lợn, thịt bò dùng xào được không chị? Thịt bò xào được ạ. Vâng. Nhưng mà cái linh hồn của nó là chiết từ cái mỡ lợn và cái dầu sở ở trong cái đĩa phở nó tiết ra. Được. Chị có thể cho em xem cái chai dầu sở đó không ạ? Dạ đây ạ. Ồ. Thưa quý vị, đây là một chai dầu sở thành phẩm mà được ép từ hạt sở của Bình Liêu. Thì theo như chị chia sẻ thì cái dầu sở này thì rất là tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là ăn cái món ăn mà có dầu sở này thì sống lâu hơn. Thưa quý vị, đây là thành phẩm là xong rồi đúng không ạ? Đây là thành phẩm đấy ạ. Mình mời các bạn. Em thấy có một cái gia vị đặc biệt ở đây là gì ạ? Đấy là xì dầu ạ. Xì dầu ạ. Vâng. Cái linh hồn của món phở bắt buộc là phải có xì dầu. Xì dầu ạ. Ồ. Em thấy thơm quá chị ơi, cho em thưởng thức được không? Cho em ăn thử được không? Được ạ. Vâng ạ. Bây giờ thì có lẽ là Hữu Lộc sẽ cùng trải nghiệm và nếm thử món phở xào Bình Liêu này xem có gì đặc biệt hơn những món phở xào khác quý vị nhá. Rồi, cảm ơn chị. Như thế này là xong rồi đúng không ạ? Như này là xong rồi ạ. Vâng. Em xin phép nhá. Ừ, okay ạ. Như chị chia sẻ đây là một sợi phở tươi, và em thấy là sợi phở tươi này thì nó sẽ mềm hơn những phở khác. Thì em thấy ăn giống bánh cuốn, bánh tráng ấy, cái sợi phở tươi này ấy chị ạ. Đúng rồi. Rất là mềm nhưng mà nó lại không bị bùn, không bị nó không lát quả mà. Và nó rất là kiểu nó quả với hạt bên này không. Đúng rồi, rất là ngọt. Ăn cái miếng thịt lợn bản khi mà xào nó sẽ không bị ra nước, ra bọt giống như là cái đây là lợn bản đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Rất là mềm quý vị ạ. Thịt lợn này thì rất là mềm và em cảm giác là nó không bị ngấy như là bình thường em ăn ở ngoài hàng đâu. Đúng rồi ạ. Bởi vì là xào bằng cái dầu sở này nên là nó sẽ không có bị ngấy và nó có mùi thơm đặc trưng riêng. Mà chỉ dầu sở có thôi, mà các loại dầu thực vật khác không có. Rất là được. Chưa thấy ngoài cái món phở xào này ra thì dầu sở còn chế biến ở những món khác như là chiên rán bình thường đúng không? Vâng ạ, mình có thể chiên rán bình thường, mình trộn salad cũng được. Và đặc biệt là mình có thể dùng dưỡng da. Vào cái mùa hanh khô này mình có thể là da mình khô ấy, mình có thể dùng thoa lên những cái vùng da khô của mình, nó cũng giúp cho cái da của mình nó bớt khô hơn. Hoặc là mình có thể dùng tốt cho những người mà bị cao huyết áp này, bị tim mạch này, những người mà người già hoặc là người mới ốm dậy, người mà mới đi phẫu thuật về thì ăn cái dầu này rất là tốt. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Hữu Lộc vừa mới được thưởng thức món phở xào Bình Liêu đặc biệt, và những du khách ở đây cũng đang chờ được thưởng thức đặc sản này, và những gian hàng ẩm thực của ban tổ chức ngày hôm nay cũng đang chờ đợi tất cả những du khách của quý vị đến tham quan và trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin quay trở lại sân khấu cùng với MC Minh Thư. Thank you.
thưởng thức điệu múa Tắc Dình, một điệu múa mang ý nghĩa tâm linh quan trọng của cộng đồng người Sán Chỉ, qua phần biểu diễn của vũ đoàn Flame. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Quý vị thân mến, không gian của Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022 là đa không gian với rất nhiều những trải nghiệm đặc sắc. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng một lần nữa kết nối với MC Hữu Lộc đang tại khu vực những gian hàng Âu Cốp và trò chơi dân gian để cùng trải nghiệm tại đây. Xin mời MC Hữu Lộc. Đến với Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay, không chỉ có ẩm thực, không chỉ có khu vực check-in mà có rất nhiều những gian hàng ô cốp quý vị ạ, rất nhiều những sản phẩm đặc trưng tại Bình Liêu. Ở đây có rượu bao thai. Ồ, nghe rất là lạ, rượu bao thai quý vị ạ. Rượu bao thai này là ô cốp hạng 3 sao. Có lẽ rất là ngon đúng không ạ? Rượu bao thai. Có lẽ là một lát nữa em sẽ quay trở lại và mua. Cảm ơn các anh chị nha. Bây giờ sẽ đến rượu tiếp theo, rất nhiều loại rượu. Hữu Lộc nghĩ là những đấng mày râu thì rất quan tâm đấy. Ở đây có một loại rượu rất đặc biệt, rượu tíu lùng quý vị ạ, rất đặc biệt. Em ơi, em có thể giới thiệu cho em biết rượu tíu lùng là rượu gì không? Vâng, rượu này là tên là tíu lùng của tiếng dân tộc Giao Thanh Phán ạ. Tíu có nghĩa là rượu và lùng có nghĩa là bầu trời. Được người dân làm từ gạo và làm từ men chấu cổ ạ. Ồ. Vâng, và bên cạnh là rượu Mắc Kham. Rượu Mắc Kham, rượu Mắc Kham, Mắc Kham là em, Mắc Kham. Được làm từ một loại quả là quả me rừng. Ồ, thế bên này là rượu của bầu trời. Còn bên này là rượu của rừng, rượu của me đúng, rừng đúng rồi ạ. Rất nhiều loại rượu, em mới thấy trong những loại rượu này đây, trong này cũng là tíu lùng nhưng mà chai khác đúng không? Đúng thế, những loại rượu này rượu nào ngon nhất đấy em? Em thấy thì tất cả các loại rượu đều rất là ngon anh ạ. Tất cả một lát nữa chắc chắn là Hữu Lộc sẽ phải quay trở lại. Bởi vì là những ngày mùa đông như thế này thì rất là phù hợp nếu như có rượu quý vị và là rượu đặc sản. Đây, quý vị thấy có đặc biệt không ạ? Những đặc sản mà không thể thiếu được ở núi rừng chúng ta nhắc đến là măng. Ở đây măng là măng mai quý vị nhé. Măng mai không, là măng làm từ cây mai đó. Còn đây là nấm, nấm hương. Ồ, nấm hương đã xiên sẵn rồi quý vị ạ, rất nhiều đặc sản, quế này, rồi mắc khén, rồi đặc biệt nữa, miến rong quý vị nhé, miến rong Bình Liêu ở đây ạ. Và theo như thông tin tôi nhận được thì miến rong Bình Liêu là một trong những loại đặc sản mà cực kỳ ngon và nổi tiếng ở vùng này. Rồi, ngoài những đặc sản này ra thì cái này phải mang về nhà chế biến thành những món mà nhất là trong những dịp Tết như này thì mang về làm món quà là một điều đặc biệt. Thế còn chúng ta muốn thưởng thức đặc sản ngay thì sao? Đây quý vị ạ, rất nhiều đặc sản, xin chào anh chị. Ồ, đây em thấy có xôi ngũ sắc này, trứng gà đấy, cái bánh này bánh dày à chị, hay bánh gì ạ? Bánh trắng. Bánh trắng ạ? À, bánh trắng, bánh này làm từ gạo đúng không ạ? Gạo. Gạo. Thế có bánh này ạ? Bánh đen này làm từ ngải, lá ngải. Ngải là lá ngải cứu ạ. Vâng, ồ rất đặc biệt. Thế con bánh này là bánh gì? Bánh này có phải là bánh cái bánh này bánh là ức? Cóc mò. Cóc mò vâng, là tên mò của người Tài mình đúng không ạ? Vâng, à bánh cóc mò. À thế đây là bánh bánh gì? Bánh xèo, bánh sắn. À là bánh làm từ quả sắn. Củ sắn ạ. Ồ rất đặc biệt. Còn đây là cơm lam. Cơm lam quý vị nhá, cơm lam mà lần đầu tiên Hữu Lộc thấy là cơm lam mà cũng là cơm lam bảy màu ngũ sắc như này, rất đặc biệt. Và cơm lam thì không thiếu muối vừng rồi quý vị. Thực ra là có rất nhiều đặc sản mà nói ở đây thì không thể hết được. Vậy thì chi bằng một lát nữa quý vị hãy đến đây và hãy trải nghiệm, hãy nếm thử những đặc sản nơi đây nhá. Và thưa quý vị, bên cạnh những gian hàng ô cốp như thế này thì chúng tôi còn có rất nhiều những khu vực trải nghiệm như là trò chơi dân gian. Quý vị có thể nhìn thấy là ném còn này, rồi đẩy gậy này, rồi kéo co, rất nhiều. Và những cái trò chơi dân gian như thế này thì quý vị có thể là đến trải nghiệm. Và đặc biệt là nếu như có trẻ em thì có thể là để cho các con em của mình biết thêm những trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam. Và rất nhiều những hoạt động trải nghiệm đang chờ đón quý vị và du khách chúng ta sẽ đến để chúng ta cùng thưởng thức và trải nghiệm. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại sân khấu cùng MC Minh Phương. Cảm ơn. Của mình trên sân khấu sẽ ghé qua để mang về nhà những sản phẩm của địa phương. Còn bây giờ quý vị chúng hãy cùng với chúng tôi đón nhận những món quà nghệ thuật mang đậm nét địa phương ở trên sân khấu này. Và cộng đồng tiếp theo sẽ đóng góp tiết mục nghệ thuật, đó chính là cộng đồng dân tộc Giao. Và thưa quý vị, trong đời sống nghi lễ tín ngưỡng của cộng đồng người Giao thì múa chuông là một điệu múa vô cùng linh thiêng. Bà con lưu giữ điệu múa này từ thế hệ này qua thế hệ khác như một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần mình. Và ngay sau đây, điệu múa chuông sẽ được tái hiện trên sân khấu của Hội Hoa Sở Bình Liêu 2022. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. We'll be right back.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ với điệu múa chuông của đồng bào. Quý vị thân mến, ở ngay cạnh tôi đây là MC Hữu Lộc đã quay trở về sân khấu sau một khoảng thời gian được đi trải nghiệm các khu vực của Hội Hoa Sở Bình Liêu năm 2022. Và thưa quý vị, còn một địa điểm nữa mà chúng tôi cũng chưa ghé qua mà rất gần với sân khấu chính thôi và giới thiệu với quý vị ngay sau đây. Hữu Lộc ạ. Cảm ơn Minh Phương. Hôm nay thì chúng tôi ghi nhận được một kỷ lục UNESCO, đó là có một bông hoa sở là lớn nhất Bình Liêu. Bật mí với quý vị là ngay sau cuộc check-in rất hot mà các bạn trẻ là từ trưa đến giờ là rất tranh thủ rồi, đó chính là một bông hoa sở với chủ đề của trên ngày hôm nay, bông hoa sở cực kỳ lớn. Và một lát nữa thì xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng ra khu vực đó để chúng ta cùng check-in tại Hội Hoa Sở ngày hôm nay. Vâng, và xin được nhắc lại khu vực check-in hoa sở khổng lồ ngay đối diện với khu vực sân khấu chính này. Quý vị đừng quên đi đến và chụp những ảnh lưu niệm nhá. Và thưa quý vị, lúc này chúng tôi cũng xin được một lần nữa thông báo rằng chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tuyến trên kênh fanpage trang tin của chúng tôi DDCI Bình Liêu. Quý vị đừng quên là theo dõi chương trình này cũng như là chia sẻ tới bạn bè cũng như là người thân của mình ở khắp mọi nơi theo dõi và cùng mời gọi đến với Hội Hoa Sở Bình Liêu năm nay, năm 2022 quý vị nhé. Và thưa quý vị, có lẽ rằng quý vị đồng cảm với Hữu Lộc bởi vì là chính cái khung cảnh mùa hoa sơ trắng Bình Liêu, từng tuyết rơi chiều bên dưới. Mùa hoa nở trắng Bình Liêu, chắp thêm đôi cánh tình yêu. Chuyện tình trên núi có ai biết được, sườn đồi dốc núi bước chân xuôi ngược. Chỉ hoa sơ trắng chia ly không thể nói được. Chỉ hoa sở trắng như nhớ như thương, như vẫn như vương, như là em đợi. Đồi Bình Liêu chút gắn thêm xa, nghe gió hú vang vọng ngày qua. Mùa hoa
vừa được thưởng thức liên khúc Bình Liêu ngày mới với vẻ đẹp của hoa sở, con người và mảnh đất Bình Liêu. Và tới đây huyện Bình Liêu sẽ bắt đầu cuộc thi sáng tác nghệ thuật về chủ đề hoa sở, cây sở với những tiêu chí cụ thể. Rất mong quý vị sẽ đón nhận và tham gia. Và thưa quý vị, tới đây chương trình hội hoa sở Bình Liêu 2022 Bồng Bình Hơi Sở đã đi đến phần kết. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng đại diện các doanh nghiệp và các đơn vị báo chí truyền thông đã dành rất nhiều tình cảm, thời gian và sự quan tâm tới sự kiện ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúc quý vị sẽ có khoảng thời gian thật ý nghĩa và trọn vẹn bên gia đình, người thân tại hội hoa sở Bình Liêu năm 2022. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.